Rồi, chào anh em nha. Sáu đò câu Đức Huy chào anh em. Nay mình mới về cái lô cần ISO xả tay ha. Cần ISO xả tay, đợt này hàng về đẹp nha anh em. Giá thì nó cao hơn chút đỉnh, nó cao hơn cái mấy đợt trước. Thì tiền nào của nấy. Hàng mới thì mình bán giá nó hơi nhỉnh hơn chút. Nhưng mà đợt này đẹp không nha. Đó. Hôm nay mình lên 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 22, 24, 25 cây. Giá trên đây là giá chưa phí ship nha anh em. Rồi nên mình giờ mình lên cây số 1 cho anh em coi nha. Rồi cây số 1 là cây đai hoa nha anh em. Cây đai hoa nha. Rồi cây đai hoa 6m3 nha. Cây này cây đai hoa 6m3 nha. Cây này 6m3 cứng là 6h, giá 2,5 nha. Cây này nặng hơi nặng nha, cây này là nặng 720g nha. Đó, nặng là do cái khoen này người ta không có lấy ra luôn, để lại cái này. Nó có cái ưu điểm là chống cái chống bị nổ lóng nha anh em nha. Để lại cái đầu này thì mình để chống nổ lóng. Rồi, mở cho coi nha. Nha, đọt ha. Ở trong rất mà là mới nha anh em. Chung là cây này giá 250, còn rẻ là rẻ đó. Coi nha. Đây. Ngoại hình đây. Đây lóng đầu. Lóng đầu ở trong mấy trong này thì nó hơi trầy nha anh em. Đó. Nó có trầy lóng thứ hai. Đây. Và rồi lông cuối. Đọt này là 2/2 ly nha anh em. Cứng rất là ngon. Rồi cây này mã số 1. Cây này là giá 250 nha. Giá này chưa bao gồm ship nha anh em. Cây số 1 nha. Rồi mình lên cây số 2. Cây số 2 này cũng đai hoa nha anh em. Cây này là cây 5m4. Đó. Hàng đợt này về là đẹp đẹp không anh em ơi. 5m4 nha. Cứng là 5h. Cái này nặng 500g nha. Cái này giá 210.000 nha. Đây, đọt đây. Đọt nha anh em. Bên trong còn rất mới anh em thấy không? Mới nha. Có cái phen này nó bị dột, anh em về dán keo lại nha. Đó. Nha. Có cái phen này đỡ một cái là nó hạn chế nổ lóng nha anh em. Nó lóng đầu tiên nha. Cái này nó bị hơi dột nha. Anh em về dán lại nha. Đó. Có cái phen này đỡ cái mình câu lỡ gặp cá lớn nó đỡ nổ lóng nha. Vậy nha. Cây này là 5m4, 5h nha, 210 cây nha. Rồi mình lên cây số 2. Rồi cây số 2 nha. Đó. Rồi lên tiếp cây số 3. Cây số 3 nha, đít inox nha. Cây này đẹp nha anh em, đít số 3. Rồi chỉ bắn nè, rất là đẹp. Cây này 5m4 nha. Cây này 6h. Đây đọt đây. Nói chung lô hàng đợt này về là nói chung là bên trong nó còn mới đẹp. Em coi không, nó mới à.
hầu hết là mình yêu cầu là xả xuống, xả tay xuống, mình xả thợ xả đâu để lại để cho anh em câu được, hạn chế đổ lóng. Rồi cây này cây số 3 5m4 đọt 6H nha, nặng là 560g, mình có giá là 230k, giá này chưa bao gồm ship nha nè. Rồi mình lên cây số 4, số 4 nè. Rồi số 4 cây này là cây 5m3, này giá 195.000, đọt 5H, gam là 320g nặng á. Cái này ngoại hình rất là đẹp, 5m3 ha. Sanwa. Sanwa này nội địa Nhật nha. Đây là đọt nha nè. Bên trong còn mới nha, nên tiếp tục đỏ nha. Đỏ nha nè. Cái này đẹp nha, ok luôn nha. Rồi cái số 4, cái số 5, cái số 5 là cây này 6m1, cây này của Shimano nha anh em, cây này Shimano nha, 6m1, giá nó còn em mình cũng để là 1-250 luôn nha anh em, chốt nào chốt trước chốt đó, Shimano nha, hàng Shimano phíp đỏ nè, này là hàng tốt nha, hàng ngon nha. Nhưng mà cứng của nó tầm là 3-4H nha anh em, 3-4H thôi nha, cứng đập nó nhỏ nha, đập này cỡ 1 ly, đập này cỡ 1 ly 6, ly 7 á, phíp đỏ nha, đập trên là đọt đặc nha, ở trong rất là mới nha anh em. Okay luôn, ở trong là không có trầy trội luôn nè anh em, coi nè, bóng loáng luôn nè. Mua cái này xài không, không xài thì mua cái nào nữa, đẹp trang sờ ăn luôn. Rồi anh em chốt nhanh nha, anh em nhớ chốt là nếu mà chốt ở trên kênh YouTube nữa thì anh em để lại cái mã số và cái số điện thoại để mình ghi lại, còn anh em chốt luôn thì ghi số địa chỉ mình ship luôn ha, anh em ưng mình ship luôn, mình ưu tiên cho những người mà ưng nha, mình không quay tới chụp hình tới luôn nha, tại vì mình quay trên đây là đã chi tiết rồi, tại mình không thời gian. Anh em kêu chụp hình lại nữa không biết trên đây đã coi xem kỹ giùm cái đó không, rồi anh em nào chốt ưu tiên cho anh em chốt thì mình sẽ giao cho anh em mà khỏi chụp hình. Anh em ghi chụp hình nữa, mình chung là mình có thời gian thì mình chụp, đôi khi mình không có thời gian á, mình không có chụp được. Rồi cây này cây mã số 5 nha, 6m1, 250, anh em chốt thì để số điện thoại, anh em không chốt trên đây thì mình có đăng lên Facebook á, mình link bên dưới mình có cái link Facebook và cái link Zalo, anh em cần thì anh em Zalo với mình gửi địa chỉ gì đó. Giá 250 nha anh em, cái này 250 nha, giá này chưa ký ship nha. Rồi mình lên cái số 6 nha anh em. Rồi mình lên cái số 6, cây số 6, cái này 5m4 nha anh em, 5m4 nha, cây 5m4, cây này cái giá 230 nha, cây này là đẹp nha, ngoại hình ngoài trong gì đẹp hết nha. Tại vì cây ngoại hình là đẹp, mới như mới, mình mới có giá, mới giá vậy, mới dám để bán giá vậy nha. Chứ không phải là mình thấy mình đoán được rồi lên giá, không có nha anh em. Đó, anh em coi nè, như mới không? Đó. 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 Anh em qua ngoài thị trường anh chỗ nó khác bán này, không có giá gì đâu. Chung là mình chịu là mình lợi ích chút xíu, kiếm cái nguồn hàng nó rẻ, lợi ích cho anh em xài. Em cùng đam mê, mình xưa mình nghe mình chưa, mình xưa là mình cũng chơi, mình mua vậy đó.
mình cũng chi từ ly từ tí tiền chứ đâu phải là lúc nào cũng dung tiền anh mua đâu. Đó, anh em coi này thấy không, bóng loáng luôn thấy không. Đó, ngoài nè, ngoài chỗ này là mấy cái bát nha, ta xả cái bát ra nè. Đa số mấy cái này là còn mình để lại khoen đầu hết trên nha, mấy khoen đầu này. Thì anh em nào xấu gì về cạy lấy ra thôi chứ không gì hết. Còn để cái này thì nó tiện cái là nó không bị nứt, không bị nổ. Câu dính cá nữa, cá lớn, lỡ những cái lớn nó có nhỏ nhưng mà ít câu dính cá lớn nó không bị nổ nha. Không bị nổ đầu nha. Cái này giá 230 nha anh em. Mới cây xà beng nha. Rồi, tiếp theo mình lên cây số 7 cây Soman Shimano nha. Rồi, mình lên số 7 nha. Cây này có 5m thôi nha, 5h giá 201 nha. Cây này cũng đẹp nhưng mà nó ngắn hơn. Mình nên bán cái giá đó. Nhưng mà Shimano cây này để rẻ là cho anh em nè. Nè, Shimano thấy không? Đó, mình để rẻ cho anh em. Cây này 5h nha. Cây này là rẻ luôn nè, cây này là đặc biệt luôn nè. Shimano Yon Seri. Cây này lâu lâu mới gặp nha. Đọt 5H nha. À, ở trong còn mới nha anh em nữa. Anh em xem kỹ đó thấy không? Anh em mấy cái đầu này nè, anh em về nha, này cắt thơ lên nha. Anh em xấu, thấy xấu thì anh em gỡ ra, bỏ nha. Thì cũng dễ nha. Mày cũng dễ lấy ra nha, dễ lấy hơn phen sắt nha. Phen mũ, phen nhựa dễ lấy hơn. Thích thì anh em để, còn không thích thì anh em tháo ra. Dễ. Đó, cây này 201 giá chưa bao gồm ship nha, cây này 5H, nặng 360g thôi. Chung là 5m nè, nặng giá về thì cũng ok, nó không nặng hơn lắm. Rồi, mình lên cây số 8 nha. Cây số 8 là mình lên cây Olympic nha anh em. Trời ơi, đi ngược. Cái số 8 là cái 5m46H nha. Cái này Olympic nha anh em. Đó. Cái này ở ngoài ngoại hình cũng là ok luôn nha anh em. Đó. Olympic. Cái này thông số là cây là dài 5m4. Cứng 6H nha, nặng là 450g nha. Cái này đầu phen thì đẹp hơn. Đó. Đọt dày cui luôn. Đó, ở trong này thấy anh em thấy không, không có miếng một miếng chày. Giá này mà anh em kêu mình bán rẻ sao bán. Mình bán rẻ rồi mốt cây xấu rồi mình bán rẻ sao. Chắc cho luôn quá đúng không. Đó. Cái này có chỗ này nó hơi nổ nhẹ nha. Ở trong còn tất cả đều hoàn hảo hết nha, như mới. Cây này mà còn khoen ha, cây nào khoen nó bị lỗi khoen ha, em không xả ra, cây này bán 3-4 xị. Olympic. Rồi. Cây này là cây số 8, giá 235m4, 6H nha. Rồi mình lên cây số 9 nha. Rồi lên cây số 9 cũng Olympic luôn nè anh em, đó, nó chung dòng đó. Đó, anh thấy ngoại hình nó ok nè. Đó. 48 thôi. Nhưng mà giá nó có 144. Thì hỏi tại sao? Đây là cần 5H nha, 340 nha. Hỏi tại sao? Đây. Vì đây. Đây. Vì cái đọt này hai là đọt khác, thấy không? Đó. Vì đây là hai đọt khác nên ở trong nó cũng mới keng xà beng. Đó. Anh em thấy không? Đó, ở trong nó cũng mới keng xà beng, không có gì thì gọi là trầy hết. Đó. Không có gì trầy hết, nhưng đó, hai lóng cuối nha, đặc biệt hai lóng cuối là thai nha. Nha, hai lóng cuối là mình thai đọt nha, cứng 5 mét nha. Cái gì nó cũng có giá nó hết trơn.
nguyên zin nguyên bản thì khác, thay đầu thay đạp nó khác. Cái này là 140.000 nha. Đây nếu là còn đọt là bán 2.1 đúng không? Rồi mình lên trên cái số 10 nha anh em. Rồi mình lên cái số 10 à. Cái số 10 cây 5m4 nha, cây này 6 hết à, ngoại hình cũng ok luôn nha anh em à. À. Đầu của nó đây, đầu này thì hơi khó gỡ ra chút xíu anh em, hơi rồi kéo ra hơi lửa kéo ra, anh em thơ không thích thì để vậy, để vậy thì nó bảo vệ cái lóng của mình, lóng cần mình thôi chứ không gì hết đó. Anh em nào cảm thấy xấu thì ấy ra đó. Cái này đặc nha anh em. Đó, ở trong mình cũng đẹp can thời gian nè, không cày lên thấy không, nên thấy không nữa đó. Đó, anh em coi kỹ nha, anh em coi kỹ giùm em, đừng kêu em chụp giùm em cái em đã quay rất kỹ nè, quay cho anh em coi rất kỹ. Hàng em đi là em bán là cho được xem hàng nha, xem hàng trước khi tin báo, anh em không ưng thì cứ gửi lại bao lỗi nha. Nhưng mà anh em phải xem kỹ chốt rồi xem kỹ hết chốt nha, tại vì ra ngoài rồi anh gửi ra anh em xem, anh em không ưng không có lý do gì chứ, nó cũng tội nghiệp rồi, bán hàng rồi bán rẻ, đã bán rẻ rồi mà còn bị bơm nữa thì khổ lắm. Tụi mình cũng bị bơm mấy lần rồi nhưng mà mình không có đưa ai lên làm gì, chung đó là ý thức của anh em thôi. Em mua anh em coi kỹ, mình thì hàng mình bao lỗi dễ bể, anh còn hàng thì nó y như hình, y như video. Rồi cái số 10 nha anh em, cái này 2.2 nha, 2.4, cái này cứng 6H, nặng là 550g nha. Tại vì sao cái này nó nặng, nó nặng là cái đầu khoen này nha, đầu khoen này thì nó nặng cả 100g á, còn nếu mình gỡ ra thì nó nhẹ nó bớt. Mình lên cây số 11 nha anh em. Cây số 11 cây này hơi bị hiếm nha. Cây này xếp xanh nha anh em. Xếp xanh nha. Này xếp xanh nha. Cây này 5m1. Cứng là 5-6H nha. Nặng là 350g. Giá 225k nha. Cây này đẹp nha. Ok luôn em ơi. Nói chung là đặt hàng này về là ngon. Hàng ngon không à. Mình lựa mình tiến vậy nè. Anh em coi thấy không? Đó. Trong thì nó hơi chạy nhẹ vậy đó. Còn nhiêu nè, nè. Thấy không? Xích ra ngoài không có nè, đây có chút xíu. Hàng dây còn đôi gì nữa. Hàng dây còn đôi gì nữa. À, cái này của Shimano luôn chứ mới ghê đó, Shimano nha, Shimano giá 225.000 nha, mã số 11. Rồi lên mã số 12. Hai nha, cây này hơi nặng nha anh em, cây này có 5m4 mà anh hơi nặng. Đây, nặng cũng đầu này thôi, đầu này nè. Cây này có Olympic nha anh em. Cán đẹp, mình ưng cái cán này ghê luôn á. Còn gỗ nè. Cán gỗ. Cây này có giá 230 luôn. Cây này rất là hùng hổ nha. Đi câu quýnh lộn được luôn á. Cây này đi câu cầm cây quýnh lộn được luôn á. Tự vệ được luôn. Rồi. Cây này là cứng dày nha anh em. 7H đó nha. Cây này câu cá lớn luôn á nha.
ở trong gan xào ăn nha, trông đẹp lắm nha anh em, thịt căng nha. Không biết nha. Nặng nha, có cái này hơi nặng nha. Tới 700 g. Cây này anh em mua về chế là cây móc lỗ hay cây vợt cũng được nha. Nha. Con vợt cũng được nha. Rồi lên cây số 13. Cây số 13 cũng là của Olivet luôn nha. Và con Olivet giống cây nãy luôn nha anh em. Nha. Giống cây nãy giá cũng giống thịt luôn, con số cũng giống thịt, con số thì cây này hơi nặng chứ. Nặng hơn là không biết sao nữa, quấn chỉ sao mà nặng hơn biết. Mình cân là nó nặng hơn. Nè. Đọt nè, đọt cứng nhắc luôn nè. Anh em làm cán vợt, anh em làm cán vợt tới lóng này làm cán vợt được rồi nè anh em. Bỏ lóng đầu thôi. Cái này nó đẹp. Cái này nó hơi màu xanh xanh. Cái nãy nó đen, còn cái này nó hơi màu nó xanh xanh nha. Nha. Màu xanh xanh. Cây nãy nó đen luôn. Cây này đẹp hơn cây nãy luôn. Cây này đẹp hơn cây nãy nha anh em. Mình nói trước luôn cho anh em luôn, biết anh em chọn nào chọn trước. Cây này đẹp hơn cây nãy nha. Cây này cũng 5.4 nè, Olympic nè. Cây này cũng giá bằng cây nãy luôn, 2.3. Rồi mình lên cây Olympic nữa nha. Cây số 14 nha. Cây 14, cây này 200 cây, nặng 5.4 nha, 6 hết nha. Này nặng 450 g nha. Cái này ngoại hình thì nó hơi, ở ngoài thì nó hơi chạy xéo xấu xíu. Thôi này bán cây này 180 cho anh em nè, 180 thôi nha. Bán 180 nha anh em, bán anh em 180. Trong thì nó ok rồi. Đọt thì cũng thay rồi. Cái này hơi xấu hơn chút xíu nha nè. Cái này 18 nha. Rồi. Số 15 là cây này là đợt trước mình bán cho một anh khách nè. Rồi anh không nhận nha, mình không có tiện nêu tên nha. Anh không nhận. Cây này cây đai hoa nha. Ở trong thì rất là ok rồi. Mọi người các bạn ơi, ở trong ok lắm anh em. Nhưng mà tội cái này ngoài thì nhìn thấy nó bị nó bị phai á, phai là nhiều phai nắng rồi. Cái này cái 46, cái này mà ngọn 4H nha. Cái này đọt cũng thay rồi nha anh em, nói trước nha, nó tiếp đỏ là ok nè anh em thấy không, ở trong nó còn ok luôn á. Mà tội cái mà ngoài ở ngoài nó ấy gì đó. Trong cái này thì mình bán có 140 thôi nha anh em. 4H nha, 250 g nha. Đọt một 1.7 đó. Rồi mình lên cây số 16 nha. 16 cây đai hoa nha anh em. Cây 16 là cây đai hoa nha. Đai hoa nè. 5.4 nha.
ngoại hình nó hơi chạy nha anh em, ngoại hình ở ngoài cái hay, cái này hơi chạy nha anh. Trong cái này còn ok nha. Ok luôn nha. Cái này 230 thôi, em để lên 21 thôi nha. Nó bị chày ha. Đó, để 21. Cái này em mình nó ghi giá rồi lên đây mình quyết định lại nha. Cái này 21 thôi. Cái số 16 nha. Cái số 17. Cái số 17 5.4 nha, 5 ha. Cái này NFT nha. Mình có NFT. Cây này là 5.4 5H, nặng 380 gram. Cây này giá mình bán 185.000 nha. Đọt đó nha. Cái này 185.000 nha. Rồi, lên cây số 18 nha. Là cây đai hoa nha anh em. Cây số 18 nha. Cây này cây 6.3 nha, giá anh bán 2.5 nha. Số 3. Đây. Đọc nha. Tiếp đỏ. Cây này giống như mấy cây trước mình bán thôi, không có gì đặc sắc, nói chung là cũng mới hơn chút. Đó, anh em coi thấy không? Rồi, hình này ha. Cái này nhẹ lắm nha nè. Cái này có 500 g thôi nha, 6.3 500 g là nhẹ nè. Không có chạy nha nè. Cái này ok nha. Cái này đọc zin nó luôn nha. Hiếm như hiếm cái nào kiếm được đọc zin nha. 6.3 mà kiếm đọc zin nha. 250 nha. Là giá chưa bao gồm ship nha. Cái này là rẻ nha anh em, cái này là anh em chốt nhanh nha. Đây. Cây này 4.5 nha, mình lên cây số 19 nha. Đó, cây số 19. Cây này mình giá bán 180 thôi nha. Cây này 4.5, 5H nha. Cây này cây đai hoa Shimano nha nè. Cây này nặng có 320 g thôi, quá nhẹ. Shimano nha. Đó. Này còn mới luôn. Bán cây này bán rẻ cho anh em tại nha. Cái này đọt chứ không phải của nó nha anh em. Đọt này không phải của nó rồi. Nhưng mà cái đọt ok, xài ok nha. Vậy mới giá 180 nha anh em. Mới là 200 rồi. 200, 220 đó. Anh em biết. Cái này còn mới ton luôn, ở ngoài hình mới tinh luôn. Rồi, cây này cái số 19 nha, 4.5, 5H, 180k nha. Rồi, mình lên một cây, nó là một cây số 20 nha. Cây số 20, cây 5.4, cây này mình bán 190.000 nha. 190.000, đó, ngoại hình nữa ha. Đó, đọc yên nha. Hình nó trong ok nha anh em. Hình nó trong ok nha.
à, mấy cái đầu lóng là anh em thích về vậy anh em mua chỉ quấn lại nha. À, quấn nó cũng đẹp nha, bên bển tao quấn nó cũng đẹp nha. À, này không phải nứt người ta quấn nha, này cái này quấn là để hạn chế cái nứt chỏ nha, nha chứ không có nứt nha anh em. Cái này mình bao hết nha, bao nứt hết ra nha. À, cái này 190 nha nè, 54, 190 nha. Rồi lên cây số 21. Cây số 21, 190 luôn. Rồi cây số 21. Cái này tiếp đỏ. Nhìn nó giống của đại hoa luôn. Ừ. Phải đại hoa không thấy mất nhãn chơi nè. Cái này Olympic nè em ơi, Olympic này. Tiếp đỏ nhìn giống đại hoa nãy không. Đây, đọt đây. Cây này trứng 5 sát nha anh em. Nó đặt đọt vậy nha. Cái này nhẹ nha. Đây, cái này 380 g. Rồi mình rút vô cho em coi kỹ. Rồi 190 k 5m1. Rồi em lên cây số 2 nha, cây này đẹp, cây này mới lai qua. Rồi cây lai qua, cây này có 2h thôi nha anh em, 2h nha. Cái này hát câu cá nhỏ nha nè, đọt mỏng câu cá nhỏ nha. Còn đẹp ở trong, bên trong thì quá đẹp rồi. Đây nè, đang thấy hổng trầy luôn ha. Bên trong nè, đó. Quá ok luôn anh em ơi. Rồi lọc này chắc nghĩ không phải của nó này. Của nó luôn anh em ơi, có phen là của nó này. Rồi đọc là vậy. Rồi con này bán rẻ cho anh em 200 k, bán như nào bạn. Rồi tiếp theo một cây 6m1 cho anh em, cây này 3m1 thôi nha. Cái này giá 250. Cái số 3 nha, cái này số 3. Cái 6m1 giá là 250 luôn nha. Cái này cái 3 đến 4 mét nha. Cái này nặng là 510 g nha. Nè, đọc hơi mỏng xíu, cái này là đọc khoảng 1.4 l. Cái này có một phen đầu đẹp như này, một phen đầu trên đây nè, đẹp hết sức. Cái này ngoại hình ok nha, bóng lón nha. Cái này đẹp nha, tội cái nó có trứng, nó có 3 đến 4 mắt thôi nha. Cái số 3. Rồi cây số 4. Cái này cũng trước anh có anh đặt rồi, xong rồi cũng
bơm nữa nha anh em, mình không có tiện nói. Cái này 3 mét nè, cây này mình bán 130k thôi nha. Một ly cây này 4h nha, nặng 160g, cây này 3 mét. Cây này đọt khác nha, đọt khác, ở trong thì rất là mới, cây sạp ăn nha, trong lóng khác mới nha, chỉ có lóng cái lóng cuối nè, cái lóng cuối là cái lóng hai đọt khác, đọt đặc nha, 3 mét, 130k. Còn cây nữa nha, cây này cây cũng 3 mét nha, cây này nhỏ hơn, cây này có nặng có 120g thôi nha, mình đọt đọt cứng 3h nha, 3h ở trong thì ok rồi, ở trong cũng mới toàn là mới tinh luôn, 3 mét, 120 nha. Rồi, giá cái này giá 120. Rồi mình lên 25 cây đó. Anh em xem kỹ, anh em tua đi tua lại coi đi rồi chốt giùm mình nha. Zalo Facebook thì mình có để link ở dưới. Còn, anh em chốt trên đây luôn thì để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại giùm em. Để, em gọi lại sao. Hoặc là anh em gửi địa chỉ thì em ship luôn, không khỏi điện ha. Nên tin tưởng nhau, coi kỹ giùm em, đừng có ngoài em chuyển xong rồi anh em không nhận phụ nghiệp em nha. Rồi, chào anh em nha, chúc anh em có một ngày vui vẻ. Xin chào.